Xin kính chào quý khán thính giả của tuần báo trẻ Florida. Tuần này, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về ngày Tết Trung Thu của các em thiếu nhi tại tiểu bang Florida. Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch lại đến Tết Trung Thu của các em. Và Tết Trung Thu cũng là một trong những lễ hội truyền thống dân gian của người Việt Nam. Nên năm nào cũng vậy, cộng đồng người Việt tại Mỹ cứ đến dịp Trung Thu lại tổ chức lễ hội cho các em vui chơi. Và sau đây, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến đón Tết Trung Thu với các em thiếu nhi tại cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay, các em thiếu nhi tại nhà thờ Thánh Giuse Tampa, cũng như các em thiếu nhi tại cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Tết Trung Thu, vui hội trăng rằm năm 2023 do cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay và Hội sinh viên Việt Nam USF, Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Tampa Bay cùng nhà Việt Nam đồng tổ chức. Được sự hỗ trợ của rất nhiều mạnh thường quân cũng như các thiện nguyện viên, nên ngày Tết Trung Thu của các em tại khu vực Tampa Bay thật vui nhộn và náo nhiệt. Ngày Tết Trung Thu cũng là một trong những lễ hội truyền thống dân gian của người Việt Nam. Các tiết mục như múa lân sư rồng hoặc các gian hàng trò chơi đều được ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đẹp mắt. Đặc biệt, cuộc thi thiết kế lồng đèn luôn thu hút rất nhiều các em thiếu nhi tham gia. Ngoài việc tổ chức những lễ hội truyền thống nhằm gìn giữ nền văn hóa Việt tại đất Mỹ, ban tổ chức còn muốn giới thiệu cho người dân bản địa ở đây là người Mỹ hoặc các quốc gia khác hiểu thêm về truyền thống và nền văn hóa đầy màu sắc của người Việt Nam. Mặc dù đây là một ngày Tết truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, nhưng lại thu hút rất nhiều các gia đình người dân bản địa đem con cái đến để tham dự lễ hội Tết Trung Thu cùng với các cháu thiếu nhi ở đây. Nói đến Tết Trung Thu, chắc chắn không thể thiếu những chiếc lồng đèn xinh xắn cho các bé, nên ban tổ chức đã đặt mua hoặc làm rất nhiều lồng đèn để tặng cho tất cả các bé thiếu nhi đến tham dự lễ hội. Các bé thiếu nhi được sinh ra tại Mỹ, nên vốn tiếng Việt còn rất giới hạn. Nhưng muốn gìn giữ nền văn hóa của người Việt thì chắc chắn phải luôn gìn giữ ngôn ngữ Việt dù chúng ta sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi thật sự bất ngờ với giọng hát của một bé gái với tiết mục Vui hội trăng rằm. Bé hát rất là rõ chữ và phát âm thật chuẩn. Điều này làm khán giả đến xem phải ngỡ ngàng và cổ vũ rất nồng nhiệt cho bé. Bên cạnh các tiết mục của các bé thiếu nhi, còn có sự tham gia trong phần văn nghệ của các ca sĩ địa phương cũng như các anh chị em trong cộng đồng. Chính từ sự đoàn kết cũng như sự nhiệt tình của tất cả mọi người đã làm cho cộng đồng người Việt tại đất Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật không dễ dàng để tổ chức một lễ hội dành cho thiếu nhi mà lại được đông người đến tham dự và ủng hộ như thế này. Ngày Tết Trung Thu cũng là ngày cha mẹ dành thời gian bên cạnh con cái của mình nhiều hơn. Bởi ngày thường, các cháu thì phải đến trường, còn cha mẹ thì luôn bận rộn với công việc của mình. Và đây là phần mà các bé đang mong đợi để được biết xem ai sẽ là người thắng giải trong cuộc thi làm lồng đèn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng còn phát thưởng cho các em học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 8. Trung thu năm nay, cộng đồng người Việt quốc gia Tampa Bay cũng thật sự hãnh diện bởi có sự tham dự của chính nghị viện Hillsboro Chairman Ken Hagen và đặc biệt được đón tiếp gia đình của thượng nghị sĩ tiểu bang Florida địa hạt 14, ông Jay Collins. Ông đã cùng gia đình đến để đón Tết Trung Thu vui hội trăng rằm với các bé thiếu nhi tại đây. Khi được phóng viên trẻ của chúng tôi hỏi ông nghĩ thế nào về ngày Tết Trung Thu của người Việt, ông chia sẻ.
Điều này hoàn toàn tuyệt vời. Một trong những điều tôi yêu thích nhất trong thời gian ở trong quân đội là chúng tôi được nhìn thấy rất nhiều nền văn hóa phong phú, đa dạng và độc đáo, cũng như bầu không khí gia đình ở đây, kết hợp có nhiều thế hệ gia đình cùng học hỏi và làm việc với nhau. Tôi rất biết ơn khi có cơ hội được ở đây và chia sẻ điều đó với gia đình của tôi. Và tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Vợ và các con của ông cũng cho biết họ được ăn thử bánh trung thu cũng như được tham gia trò chơi dành cho thiếu nhi ở đây. Đó là một điều rất là tuyệt vời đối với gia đình của họ. Bên cạnh hội trường tổ chức lễ hội Tết Trung Thu, còn có các gian hàng ẩm thực của người Việt. Những món ăn truyền thống của người Việt như cơm, bún, phở và những món ăn dân dã, nhưng luôn mang đậm màu sắc và hương vị cho ngày lễ hội. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, các cơ sở thương mại và những anh chị em thiện nguyện vùng Tampa Bay hãy luôn đồng hành và ủng hộ để ban tổ chức có thể duy trì những lễ hội văn hóa truyền thống cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây. Quý vị vừa theo dõi phóng sự về ngày Tết Trung Thu của các em thiếu nhi ở cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay. Và bây giờ, chúng tôi kính mời quý vị cùng đến chung vui Tết Trung Thu với các em thiếu nhi tại Giáo xứ Việt Nam Thánh Giuse Tampa nhé. Hằng năm, mỗi khi đến ngày Tết Trung Thu, Giáo xứ Việt Nam Thánh Giuse lại tổ chức một ngày lễ đặc biệt dành cho các em thiếu nhi. Để mở đầu cho lễ hội, Cha Chánh Xứ đã lên sân khấu nói về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu và chúc cho các em thật vui trong đêm lễ hội. Chúng ta có thể nhìn thấy sự chuẩn bị công phu kỹ càng cho ngày Tết Trung Thu dành cho các em tại Giáo xứ Việt Nam Thánh Giuse Tampa. Các em được gia đình đưa đến đây để tham dự lễ hội, để các em thiếu nhi hiểu thêm về truyền thống văn hóa của người Việt Nam và tăng thêm sự đoàn kết yêu thương giữa mọi người lại với nhau. Mặc dù Trung Thu là Tết dành cho các em thiếu nhi là chính, nhưng tất cả những người đến tham dự đều có chung một cảm xúc được trở về với tuổi thơ. Bên cạnh đó, niềm vui của các em cũng là niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Tết Trung Thu còn là một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung. Từ thời xa xưa, ngày Tết Trung Thu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, quan trọng đối với mọi thế hệ trong một gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ. Vào dịp này, bất kể ai cũng muốn được về sum họp với gia đình, nên Tết Trung Thu còn có một cái tên gọi vô cùng ấm áp và yêu thương, đó là Tết Đoàn Viên. Vào ngày này, con cháu thường mua những hộp bánh Trung Thu để biếu ông bà cha mẹ, nhằm thể hiện sự hiếu kính, yêu thương và quan tâm chăm sóc của mình đối với người thân. Sau các tiết mục vui nhộn của các bé thiếu nhi, còn có sự tham gia của các ca sĩ tại địa phương trong ngày lễ hội yêu thương và ấm áp này.
Sau phần văn nghệ là phần trao giải lồng đèn tự làm cho các em thiếu nhi. Để khuyến khích tinh thần cho tất cả các em, nên tất cả các lồng đèn dự thi đều nhận được kỷ niệm chương hoặc những phần quà hấp dẫn của ban tổ chức. Có thể thấy, Giáo xứ Việt Nam Thánh Giuse tại Tam Ba đã tổ chức một lễ hội Trung thu thật vui tươi và ấm áp cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, còn có sự nỗ lực luyện tập cho các tiết mục của các em để trình diễn trong đêm hội trăng rằm đã tạo nên một không khí thật vui tươi, đầm ấm và đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Và tiếp đến là một số hình ảnh đón Tết Trung thu của các em thiếu nhi tại cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida. Trong không khí vui tươi của ngày Tết Trung thu, cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida cũng đã tổ chức lễ hội trăng rằm dành cho các bé với nhiều cuộc thi và nhiều trò chơi dân gian như thi làm lồng đèn và thi quốc phục. Mặc dù rất bận rộn với công việc gia đình, nhưng Chủ tịch Văn Đình Tấn cũng đã cố gắng sắp xếp để đến vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi. Có thể nói, dù bận rộn đến đâu, nhưng anh chị em trong ban chấp hành cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida và những bậc phụ huynh thì niềm vui cho các cháu thiếu nhi vẫn được quan tâm và chăm sóc hàng đầu. Đồng thời, cũng muốn duy trì và gìn giữ nền văn hóa truyền thống của người Việt tại hải ngoại. Phóng sự của chúng tôi về ngày Tết Trung thu cho các bé thiếu nhi tại Florida đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào phóng sự kỳ sau.